Zidane mua thắng Zlatan ở Champions League trước đại chiến với Chelsea tại giải ngoại hạng Anh bản quyền League thuộc Bay. Tâm điểm của vòng 13 cuối tuần này chính là màn so tài giữa Chelsea và MU trên sân Stamford Bridge lúc 23:30 đêm Chủ nhật 28 tháng 11 giờ Việt Nam. Trước màn thư hùng này, đôi bên đều đã có những trận thắng vô cùng quan trọng tại mặt trận Champions League hồi giữa tuần. Trong khi ở bảng, MU vượt qua Villarreal 2-0 tại Tây Ban Nha để sớm giành vé dự vòng 1/8 thì đương kim vô địch châu Âu Chelsea vừa dập không tưởng Juventus 4-0 trên sân nhà của mình để đòi nợ thất bại 0-1 trước đối thủ ở lượt đi và chiếm luôn ngôi nhất bảng hờ trước lượt trận cuối. Hiện tại, ở giải ngoại hạng Anh mùa này, Chelsea đang dẫn đầu với 29 điểm. Trong khi đó, MU chỉ đứng thứ 8 với 17 điểm, kém The Blues đến 12 điểm. Chỉ có giành chiến thắng tại London cuối tuần này, đội bóng đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên tạm quyền Michail Carrick mới rút ngắn được cách biệt đó và nuôi mộng bắt kịp đối thủ này. Khoảng cách điểm số hiện tại tương đương với điểm số của 4 trận thắng. Điều đó có nghĩa rằng để muốn bắt kịp Chelsea, MU sẽ phải cầu mong đối thủ này thua 4 trận, còn mình giành trọn 12 điểm trong khoảng thời gian đó. Trước mắt, Ronaldo và các đồng đội sẽ phải thắng Chelsea trên sân của đội đầu bảng giải ngoại hạng Anh để thu hẹp cách biệt hiện tại giữa đôi bên xuống còn 9 điểm. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với MU trong bối cảnh đối thủ của họ đã bất bại 10 trận gần nhất trên mọi mặt trận thắng đến 9 trận và chỉ hòa một lần. Tuy nhiên, với việc Ben Chilwell và N'Golo Kanté vừa dính chấn thương trong trận gặp Juventus và nhiều khả năng vắng mặt ở đại chiến với Quỷ Đỏ cuối tuần này, sức mạnh ở hành lang cánh trái và tuyến giữa của Chelsea sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong giai đoạn từ giờ đến đầu năm 2022, Chelsea có thể sẽ mất điểm tại giải ngoại hạng Anh ở những trận đấu với MU ngày 28 tháng 11, West Ham ngày 4 tháng 12, Liverpool 2 tháng 1 năm 2022 và Man City ngày 15 tháng 1. Nhưng trước khi nghĩ về diễn cảnh đó, MU phải làm tốt nhiệm vụ của mình khi với đoàn quân của Michail Carrick lúc này, giành chiến thắng ở từng trận đấu với bất cứ đối thủ nào lúc này cũng là điều không hề đơn giản với họ. Hai trận đại chiến với Chelsea và Arsenal trước mắt sẽ tiếp tục thử thách bản lĩnh của Quỷ Đỏ nếu họ còn muốn đua tranh chức vô địch giải ngoại hạng Anh mùa này. Lukaku và Ronaldo chắc chắn là hai cái tên đáng chú ý nhất trên hàng tấn công hai đội ở trận đấu tới. Cuộc so tài này hấp dẫn ra sao? Mời các bạn đón đọc phần 3 vào sáng 28 tháng 11.